Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, các khiếu nại tranh chấp phát sinh là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, khi tranh chấp phát sinh, thì việc lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp để vừa đảm bảo hài hòa lợi ích các bên, cũng như tiết kiệm được chi phí về thời gian, tiền bạc trong quá trình giải quyết tranh chấp là vấn đề rất quan trọng. Hiện nay có nhiều phương thức giải quyết tranh chấp, như là trực tiếp thương lượng, hoặc trực tiếp tại trọng tài, tòa án theo lựa chọn yêu cầu của một trong các bên. Bên cạnh đó, thời gian qua đã xuất hiện những phương thức giải quyết tranh chấp mới, đó là phương thức giải quyết tranh chấp trực tuyến. Phương thức này có thể giúp các bên giải quyết tranh chấp một cách nhanh chóng và tiết kiệm được nhiều chi phí về thời gian, tài chính. Vậy phương thức giải quyết tranh chấp trực tuyến là gì? Có gì khác so với phương thức giải quyết tranh chấp trực tiếp truyền thống? Khi tranh chấp xảy ra mà doanh nghiệp muốn được giải quyết theo phương thức trực tuyến thì cần phải làm gì? Chương trình phóng sự của chúng tôi sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển TBD là doanh nghiệp được thành lập năm 2019 với ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ công nghệ thông tin, truyền thông, quảng cáo. Công ty đã và đang khẳng định là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ quảng cáo trực tuyến, truyền thông trực tuyến cho doanh nghiệp. Đội ngũ nhân sự của công ty là những kỹ sư công nghệ thông tin giỏi, các chuyên gia marketing hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm. Đội ngũ chuyên viên chăm sóc khách hàng tận tâm, được đào tạo, làm việc trong môi trường năng động. Hiện nay, công ty có đối tác cả trong và ngoài nước. Thực tế, vấn đề xử lý khi tranh chấp xảy ra và làm thế nào để có thể giải quyết tranh chấp hiệu quả, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên cũng là vấn đề công ty rất quan tâm. Trước hết, xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Dương, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Phát triển TPD đã tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn chị. Xin ông có thể giới thiệu về đơn vị của mình đang kinh doanh những dịch vụ gì ạ? Công ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực về công nghệ thông tin và truyền thông là lĩnh vực chủ yếu. Chúng tôi tập trung vào các lĩnh vực về truyền thông trực tuyến cho khách hàng. Đó là những lĩnh vực mà chúng tôi tập trung chủ yếu. Thưa ông, trong thời gian qua, trong quá trình kinh doanh của công ty, có gặp phải tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện của khách hàng và các đối tác hay không? Xin ông có thể chia sẻ cho các quý vị khán giả. Trong thời gian qua chúng tôi hoạt động thì chúng tôi cũng có gặp một số trường hợp khiếu nại, khiếu kiện của khách hàng liên quan đến lĩnh vực của công ty cung cấp. Tất nhiên là trong kinh doanh thì những cái phát sinh tranh chấp giữa các doanh nghiệp thì vì các doanh nghiệp luôn luôn là đặt những cái quyền lợi của mình cao nhất, những cái phát sinh đó thường xuyên sẽ xảy ra. Và ví dụ như chúng tôi cũng đã gặp một số khách hàng là một khách hàng về ở Trung Quốc, chúng tôi đã gặp một số những cái tranh chấp liên quan đến giải quyết những cái vi phạm về chính sách bản quyền. Cái đó là cái mà chúng, bởi vì là chúng tôi là một công ty về truyền thông nên là chúng tôi làm việc với rất nhiều các cái khách hàng nước ngoài. Cái khó khăn của chúng tôi là giải quyết, gặp gỡ, tháo mắc những cái vấn đề mà các công ty set up được những cái buổi gặp trực tiếp nó sẽ khó khăn hơn. Đó là những cái việc mà chúng tôi mong muốn có một cái phương thức để mà giải quyết hợp lý, nhanh gọn là cái điều mà chúng tôi rất là mong muốn. Công ty ông đã giải quyết tranh chấp đó theo những phương thức nào và ông có hài lòng với việc giải quyết tranh chấp như vậy hay không ạ? Trên tinh thần thì chúng tôi luôn luôn là giải quyết trên tinh thần hài hòa giữa các hai bên. Và trong trường hợp nếu giải quyết hài hòa mà không được thì chúng tôi phải nhờ đến các trọng tài hoặc là tòa án để giải quyết cái quyền lợi chính đáng cho mình. Ông thấy trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp có nhanh chóng, thuận tiện không? Cũng như là có gặp những khó khăn vướng mắc gì trong quá trình giải quyết tranh chấp hay không? Và ông có biết đến các phương thức giải quyết tranh chấp trực tuyến hiện nay hay không? Xin ông có thể chia sẻ ạ. Thực ra chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Những cái trình tự giải quyết, thứ nhất là chúng tôi chưa nắm rõ được. Bởi vì pháp luật quy định rất nhiều những cái liên quan mà chúng tôi chưa giải rõ được. Và chúng tôi thì chỉ mong muốn là có một cái phương thức giải quyết nào đó mà nhanh, chính xác và được thực hiện một cách trôi chảy để chúng tôi tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được công sức và đảm bảo được cái hoạt động của công ty tốt nhất. Thì hiện tại thì cái trình tự thì tôi cũng đang rất mong muốn là có những cái chuyên gia, có những
người những lĩnh vực chuyên gia về pháp luật tư vấn giải đáp, hướng dẫn, đưa ra những cái thủ tục mà tốt nhất. Hiện tại thì tôi biết là ở Việt Nam chính phủ cũng như là các bộ ngành cũng đã nghiên cứu đến những các phương thức giải quyết tranh chấp trực tuyến, thì tôi nghĩ đó là cái định hướng đúng và cái định hướng mà nhiều doanh nghiệp hiện nay cũng đang rất mong muốn, trên cái tinh thần là nhanh gọn, chính xác, công bằng. Thì cái đó là cái tiết kiệm được rất nhiều cái chi phí và những cái tạo ra những cái điểm mạnh cho doanh nghiệp để họ phát triển. Và tôi rất mong muốn là chúng ta có những cơ chế, chúng ta có những cái đầu tư định hướng xây dựng những cái phương thức giải quyết tranh chấp trực tuyến, là cái điều mà tôi cho là định hướng, đó là cái định hướng rất là mong muốn. Và nhờ đến những chuyên gia tư vấn hỗ trợ, gặp rất nhiều các doanh nghiệp hiện nay không nắm rõ được các quy trình, trình tự, đang rất là mong muốn được các chuyên gia giải quyết. Cái điều này là cái điều mà tôi cũng giống như các doanh nghiệp khác là rất là mong đợi. Nếu có tranh chấp xảy ra trong thời gian tới, ông có mong muốn được giải quyết theo phương thức trực tuyến hay không ạ? Cũng như cái sự đề cập của tôi ở trên, chúng tôi rất mong muốn sử dụng một cái phương thức giải quyết tối ưu nhất cho doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Vì vậy mà tôi luôn ưu tiên nếu có những cái phương pháp mà giải quyết trực tuyến, tôi chắc chắn sẽ sử dụng, chắc chắn sẽ cần đến cái sự chuyên gia tư vấn, và cái điều đó là điều mà tôi rất mong muốn. Xin ông cho biết thì ông mong muốn được giải quyết theo những phương thức nào, hòa giải, trọng tài hay là tòa án ạ? Trên tinh thần có lợi cho hai bên và thể hiện một cái tinh thần hợp tác, một tinh thần tôn trọng khách hàng, giữ gìn khách hàng, chúng tôi luôn luôn lựa chọn cái phương thức đầu tiên là phương thức hòa giải để đạt được sự đồng thuận giữa hai bên. Và nếu như hòa giải mà không thành công thì chúng tôi sẽ nhờ đến các trọng tài. Và bước cuối cùng, một bước mà hai bên đều không mong muốn, là sử dụng đến tòa án để giải quyết những cái tranh chấp, đạt được quyền lợi cho hai bên. Ông có mong muốn được các chuyên gia tư vấn rõ hơn về các hình thức và trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp trực tuyến hiện nay hay không ạ? Doanh nghiệp chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực về truyền thông. Chúng tôi làm việc với rất nhiều các đối tác nước ngoài. Và nhân sự của chúng tôi, bộ phận phòng pháp chế không có nhân sự về cái kiến thức về pháp luật thì cũng bị hạn chế. Và chúng tôi cũng có những cái hợp đồng mắc với khách hàng, cũng xảy ra những tranh chấp như tôi đã nói ở trên. Thì cái việc mà chúng tôi rất mong muốn nhờ đến các chuyên gia, các cái sự hỗ trợ của các cơ quan, đưa ra những cái giải pháp cho các doanh nghiệp. Tôi có thể là một doanh nghiệp mà mong nói ra những cái mong muốn đối với các doanh nghiệp khác. Các doanh nghiệp khác cũng vậy, họ rất mong muốn là họ được hỗ trợ. Họ cũng giống như tôi, kiến thức về pháp luật không được rõ, nhân sự thì cũng yếu trong lĩnh vực về pháp luật, bộ phận phòng pháp chế cũng không có, và chúng tôi lại đang mắc phải là gặp được những cái khó khăn đối với các khách hàng như vậy. Cái việc là chúng tôi mong muốn có những chuyên gia và hỗ trợ chúng tôi về các trình tự, thủ tục và hướng dẫn cho các doanh nghiệp trẻ phát triển, đảm bảo được cái sự công bằng và phát triển đúng theo cái định hướng của pháp luật là cái điều mà tôi rất là mong muốn. Vâng. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Dương đã tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Để giúp các nhà khởi nghiệp hiểu rõ hơn các quy định pháp luật về các loại hình doanh nghiệp, ưu và nhược điểm của các hình thức giải quyết tranh chấp, những lưu ý trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Trương Thanh Đức, công ty luật An Vi, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, là chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn giải quyết tranh chấp trực tuyến. Xin cảm ơn luật sư Trương Thanh Đức của công ty luật An Vi đã tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay ạ. Xin luật sư giải thích rõ hơn về phương thức giải quyết tranh chấp trực tuyến. Phương thức này có ưu điểm gì so với phương thức giải quyết tranh chấp trực tiếp truyền thống hiện nay? Phương thức giải quyết tranh chấp trực tuyến thì có nghĩa là hội đồng xét xử hoặc hội đồng trọng tài ngồi một nơi
mà các cái đương sự bên nguyên đơn, bị đơn, rồi thậm chí người làm chứng và những cái người liên quan nữa hoàn toàn là có thể ở các cái địa chỉ khác nhau, tỉnh thành khác nhau, thậm chí là ở nước ngoài, mà có thể vẫn tiến hành một cái phiên xét xử hay một cái phiên họp trọng tài như là theo cái cách thức trực tiếp và vẫn được công nhận về mặt giá trị pháp lý. Và nó sẽ rất thuận tiện trong cái việc là nó nhanh chóng, nó đỡ mất chi phí, đỡ mất thời gian đi lại tốn kém, và cái kết quả thì nó vẫn có giá trị pháp lý như là cái cách chúng ta xét xử hoặc là mở phiên họp từ trước cái này. Theo luật sư, trong những trường hợp nào thì các bên nên lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp trực tuyến? Đầu tiên thì nó sẽ phân biệt giữa cái tranh chấp mà giải quyết ở tòa thì đã có cái hướng dẫn, cái quy định cụ thể. Thế còn đối với lại trọng tài hay là đối với lại cái phương thức hòa giải ấy, thì linh hoạt, bản chất cái việc đấy là do các bên tự chọn. Các bên đã tự quyết định ấy, thì thường là cũng có một cái thiện chí nhất định, đồng ý với cái cách thức giải quyết trực tuyến như vậy. Và theo như cái hướng dẫn của tòa, nếu như mà đối với lại phiên xét xử của tòa thì nó có hai điều kiện chính. Một là cái vụ việc nó tương đối là đơn giản, tương đối là rõ ràng rồi. Thứ hai là nó đã đầy đủ các cái cơ sở, các cái tài liệu, hồ sơ, chứng cứ thì nó sẽ thuận tiện hơn. Thế còn đối với trọng tài thì có thể là phức tạp, có thể là không đáp ứng điều kiện đấy, nhưng nó lại khác một cái cơ bản, đấy là do các bên đương sự quyết định chứ không phải là tự hội đồng trọng tài quyết định. Thì kể cả cái việc phức tạp nhất, kể cả những cái việc mà có những yếu tố nước ngoài thì đều có thể thực hiện theo cái phương thức trực tuyến. Bên cạnh phương thức khởi kiện tại tòa án theo hình thức trực tiếp thì hiện nay đã có quy định về hình thức thực hiện việc gửi, nhận đơn, khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử giữa người khởi kiện, đương sự, người tham gia tố tụng khác. Vậy xin luật sư cho biết điều kiện để doanh nghiệp gửi và nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ theo phương thức nêu trên là gì? Ngoài cái cách thức truyền thống là gửi trực tiếp vào tòa và gửi qua bưu điện, thì có một cái tương đối mới trong bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, đấy là gửi đơn theo cái phương thức trực tuyến qua cái hệ thống điện tử. Thì nó có ba cái điều kiện chính. Một là phải có cái máy tính để kết nối với lại mạng internet. Thứ hai là có cái tài khoản đăng ký với lại cái hộp thư điện tử với cái địa chỉ thông tin điện tử để mà gửi đi cũng như là nhận lại thông tin. Và một trong cái rất quan trọng đấy là phải có cái chữ ký số do cái cơ quan có thẩm quyền cấp và nó đang còn hiệu lực hợp pháp hợp lệ, thì hoàn toàn có thể là gửi thư qua mạng điện tử thay vì là bằng bản giấy đến bưu điện hay là đến trực tiếp của tòa án. Để gửi và nhận các văn bản tố tụng như là đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ bằng phương thức điện tử thì doanh nghiệp phải thực hiện theo các bước và trình tự thủ tục như thế nào? Doanh nghiệp truy cập vào đâu để có thể thực hiện gửi hồ sơ khởi kiện cũng như là đăng ký nhận văn bản tống đạt của tòa án? Xin luật sư có thể chia sẻ ạ. Cái việc này thì đã có một cái nghị quyết của Quốc hội, sau đó là có cái hướng dẫn của tòa án dân tối cao. Tòa có mở một cái mục ở trên cái trang web điện tử của tòa án, vào trong cái hồ sơ, cái mục mà gửi hồ sơ khởi kiện trực tuyến ấy, thì sẽ có cái bước hướng dẫn. Khi mà đã có các cái đủ điều kiện ban đầu rồi thì cứ theo lần lượt các cái trình tự là gửi đơn khởi kiện kèm theo các cái tài liệu, các cái hồ sơ, các cái chứng cứ liên quan. Xin luật sư cho biết phiên tòa trực tuyến được tổ chức trong những trường hợp nào và ông có lời khuyên, lưu ý gì đối với doanh nghiệp khi tham gia phiên tòa trực tuyến? Phiên tòa trực tuyến là sẽ do tòa án nhân dân quyết định, và chúng ta hình dung là nó cũng có cái gì đấy giống như một cái phiên tòa theo cái thủ tục rút gọn, tức là cái điều kiện đầu tiên thì nó cần phải là cái vụ việc mà tương đối là rõ ràng, tương đối là đơn giản. Chứ nếu những vụ việc mà quá phức tạp hoặc là nhiều cái dấu hiệu, nhiều cái vấn đề mà nó cần phải xem xét, trao đổi, thảo luận rồi xem xét những cái chứng cứ trực tiếp thì nó sẽ khó hơn. Và thứ hai là các cái hồ sơ tài liệu tương đối là đầy đủ, tương đối là cụ thể rồi. Thì tòa sẽ là cái cơ quan quyết định tổ chức theo cái phương thức là trực tuyến hay không trực tuyến. Và như vậy thì mọi người có thể ở các cái địa chỉ khác nhau. Nếu như vụ hình sự chẳng hạn thì có thể là bị can, bị cáo ở trong trại vẫn có thể là tham gia phiên tòa. Nếu như mà có yếu tố nước ngoài thì người ta có thể ở các quốc gia khác nhau. Một phiên xét xử trực tuyến ấy, thì có thể là 2-3 cái đầu cầu, 2-3 cái địa điểm khác nhau. Nhưng không loại trừ là nếu cái công nghệ tốt, cái
phối hợp tốt ấy, thì có thể ở hàng chục cái địa điểm khác nhau mà mọi người vẫn có cảm giác là như là đang chứng kiến, đang tham dự trực tiếp cái phiên tòa. Thời gian qua, hòa giải trực tuyến và trọng tài trực tuyến cũng đang dần trở thành một phương thức giải quyết tranh chấp được nhiều doanh nghiệp quan tâm lựa chọn, nhất là các tranh chấp liên quan đến lĩnh vực thương mại điện tử. Vậy xin luật sư cho biết rõ hơn về hai phương thức giải quyết tranh chấp này hiện nay. Thực ra cái phương thức trực tuyến thì nó cũng mới chỉ được triển khai trong thời gian gần đây, nhất là sau khi cái đại dịch Covid nó xảy ra thì nhiều cái ách tắc trên thực tế thì cái phương thức này nó được thúc đẩy mạnh hơn. Hiện nay chẳng hạn như là ở Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam ấy, thì song hành hai cái phương thức hòa giải trực tuyến do cái trung tâm hòa giải của Trung tâm Trọng tài Quốc tế thực hiện, và thứ hai là cái phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài trực tuyến thì đã có những cái phòng họp, có cái hệ thống dữ liệu, có cái cơ sở vật chất và quy trình đầy đủ để triển khai. Trên thực tế thì đã triển khai được tương đối nhiều những cái vụ hòa giải cũng như là vụ giải quyết tranh chấp bằng trọng tài qua cái phương thức trực tuyến, và tôi cũng đã từng tham gia một vài cái vụ như vậy. Khi doanh nghiệp có nhu cầu giải quyết tranh chấp theo phương thức hòa giải trọng tài trực tuyến thì doanh nghiệp cần liên hệ với các cơ quan tổ chức nào tại Việt Nam để giải quyết tranh chấp này, và trình tự thủ tục đề nghị và tham gia giải quyết tranh chấp theo phương thức trực tuyến được thực hiện như thế nào? Xin luật sư có thể cho ví dụ cụ thể. Nếu mà ở tòa thì đương nhiên là sẽ do tòa quyết định, tất nhiên cũng trên cơ sở là đề xuất kiến nghị của các cái bên thì tòa sẽ xem xét. Thế còn đối với lại trọng tài hay là đối với cái phương thức giải quyết hòa giải thì sẽ do các cái trung tâm hòa giải theo quy định pháp luật cũng như các cái trung tâm trọng tài. Thì hiện nay có thể nói là có khoảng hơn chục trung tâm trọng tài là có một cái hoạt động tương đối thường xuyên, hòa giải thì có lẽ là ít hơn. Nhưng nó phải là ở những cái trung tâm nào mà họ có cái hệ thống kỹ thuật, họ đã triển khai được cái hòa giải trực tuyến thì mới có thể triển khai được. Thì muốn có nhu cầu giải quyết trực tuyến như vậy thì sẽ liên hệ trực tiếp với lại các cái trung tâm hòa giải, các cái trung tâm trọng tài để thỏa thuận với nhau và chấp nhận sẽ ấn định cái thời gian, cái cách thức rồi những cái thành phần đối tượng tham dự. Vâng, xin luật sư có thể cho ví dụ cụ thể hơn về cái trường hợp này ạ. Chẳng hạn như là ở VIAC thì có thể đến cái trung tâm hòa giải mà đặt địa chỉ ở số 9 Đào Duy Anh, trung tâm trọng tài đồng thời cũng ở đó. Thì cái đội ngũ thư ký sẽ hướng dẫn rất là cụ thể là tiến hành như thế nào, cách thức ra làm sao, và cung cấp các cái mật khẩu, các cái đường link để cho các cái bên là đến giờ đến ngày sẽ vào đấy và thực hiện theo các cái hướng dẫn. Đối với trọng tài thì nó khác với lại tòa án, là hầu như là tòa án sẽ là người quyết định thủ tục thế nào, thời gian ra làm sao, cách thức thế nào. Thế còn đối với lại trọng tài thì chủ yếu là do các bên tự quyết định trên cái cơ sở gợi ý của trung tâm hòa giải hoặc là trung tâm trọng tài. Các bên thay đổi giờ giấc, các bên lựa chọn địa điểm, các bên quyết định thành phần nào tham gia. Quan trọng nhất là được sự thống nhất của hai bên. Trường hợp đặc biệt nếu như có cái sự không thống nhất, hai bên nó khác nhau ấy, thì trọng tài cũng sẽ có một số cái thẩm quyền sẽ xem xét quyết định là lựa chọn thế nào cho nó hợp lý. Chẳng hạn như là thời gian hay là địa điểm hay là thành phần tham gia trên cơ sở là quy định của pháp luật. Chúng tôi cũng đã có một cái vụ việc giữa hai bên tranh chấp với nhau về một cái khoản nợ, thì các bên đã thống nhất là có cái giao dịch đấy phát sinh cái khoản nợ như vậy, chỉ có là tranh cãi về cái chuyện là trả lãi quá hạn rồi những cái khoản tiền phạt và những cái chi phí liên quan, chẳng hạn như là cái phí trọng tài hay là cái phí luật sư thì sẽ do bên nào chi trả. Nếu các bên mà thống nhất thì hội đồng trọng tài sẽ ghi nhận chuyện đấy, còn nếu các bên không thống nhất thì hội đồng trọng tài sẽ xem xét cân nhắc là phân bổ ấn định như thế nào hợp lý. Thế thì về cơ bản là các bên đã nộp hồ sơ đầy đủ rồi, mọi cái việc đã rõ ràng rồi, thì một bên là trụ sở Hải Phòng, một bên là trụ sở Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi đó hội đồng trọng tài thì là ngồi ở Hà Nội. Nếu mà ba bên mà phải gặp nhau ấy, thì kiểu gì cũng sẽ tốn kém về chi phí vé máy bay, chỗ ăn ở rồi thời gian. Thay vì việc đó thì chúng tôi hoàn toàn là tổ chức một cái phiên họp, nếu mà nhanh nửa tiếng hay một tiếng xong. Còn nếu như kể cả mất một buổi thì cũng chỉ mất đúng cái thời gian đấy các bên vào phòng họp là giải quyết được. Thế còn nếu như mà theo cách thức cũ, truyền thống ngày xưa ấy, thì có lẽ là khi mất đến 2-3 ngày các bên phải về Hà Nội trước rồi thuê chỗ ở rồi đi lại rồi ăn uống và rất nhiều cái thứ khác nữa, nó sẽ phức tạp, nó tốn kém liên quan. Một lần nữa xin được cảm ơn luật sư Trương Thanh Đức với buổi phỏng vấn ngày hôm nay.
Liên quan đến việc giải quyết tranh chấp trực tuyến, thời gian qua, chuyên mục chuyên gia gỡ rối có nhận được câu hỏi của các bạn xem chương trình về vấn đề điều kiện thủ tục giải quyết tranh chấp theo phương thức trực tuyến. Vậy chuyên mục chuyên gia gỡ rối ngày hôm nay với sự tham gia của luật sư Trương Thành Đức sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Một khán giả gửi đến chương trình câu hỏi như sau. Hợp đồng mà không quy định về phương thức giải quyết tranh chấp ấy, thì khi có tranh chấp, chúng tôi có được giải quyết bằng hòa giải hoặc trọng tài không? Theo quy định của pháp luật cũng như là cái quy tắc tố tụng rồi quy tắc hòa giải của các cái trung tâm hòa giải và trung tâm trọng tài ấy, thì việc trung tâm hòa giải, việc trung tâm trọng tài giải quyết thì phải dựa trên cơ sở thỏa thuận của các bên. Chỉ có điều là có thể cái thỏa thuận đấy là ở trong hợp đồng các bên thỏa thuận từ trước, hoặc là sau khi xảy ra tranh chấp các bên có văn bản thỏa thuận với nhau là sẽ giải quyết qua hòa giải, giải quyết qua trung tâm trọng tài nào đấy thì hoàn toàn cũng được phép như cái trường hợp thỏa thuận qua hợp đồng từ trước. Có một khán giả gửi đến câu hỏi là biểu phí giải quyết tranh chấp trực tuyến so với giải quyết tranh chấp trực tiếp thì có thấp hơn không? Hiện nay có một số cái trung tâm hòa giải, trung tâm trọng tài là có những cái biểu phí để khuyến khích khách hàng thực hiện, khách hàng sử dụng cái dịch vụ này thì có cái chính sách giảm giá. Thế và sau này thì cũng có thể là có những cái quan điểm khác nhau của từng trung tâm. Thế còn bây giờ tôi được biết ấy, thì về cơ bản là cái mức phí của hòa giải qua trực tuyến hay là cái giải quyết tranh chấp trực tiếp thì cũng giống nhau, chứ không có một cái sự phân biệt. Một khán giả nữa gửi đến câu hỏi là như sau. Chúng tôi là nguyên đơn muốn tổ chức phiên họp trọng tài trực tuyến, vậy có cần sự đồng ý của bên bị đơn hay không? Nó khác với lại quy định của tố tụng tòa án là do pháp luật rồi do hội đồng xét xử sẽ là cái người quyết định phương thức, cách thức giải quyết như thế nào. Đối với phương thức giải quyết hòa giải cũng như là phương thức giải quyết trọng tài ấy, thì việc chính là sẽ do hai bên quyết định, phải được sự đồng ý của cả hai bên về cái việc là giải quyết trực tuyến hay trực tiếp thì hội đồng trọng tài mới có cơ sở để xem xét quyết định chấp nhận hay không chấp nhận. Một khán giả khác có gửi đến câu hỏi nếu trong quá trình giải quyết tranh chấp trực tuyến mà mất mạng thì phải giải quyết như thế nào? Cái việc này thì thường cũng được các cái trung tâm hòa giải và các trung tâm trọng tài cũng đã dự liệu trước. Nếu mà trường hợp mà sự cố xảy ra nó ngắn thì sau đó các bên có thể là tiếp tục nối lại, coi như là trục trặc nhỏ, coi như là cái việc giống như ngừng phiên họp tạm thời như là giải lao. Thế còn nếu như mà bị sự cố, bị mất điện trong thời gian dài thì đương nhiên là nó sẽ bị đứt quãng. Nếu các bên mà đã có thỏa thuận từ trước ấy, thì có thể coi đấy là một cái ngừng ở giữa thời gian diễn ra phiên họp, sau đấy tiếp tục vẫn làm tiếp để hoàn thành cái phiên làm việc đấy. Thế còn nếu như mà không có quy định không thỏa thuận hoặc là do cái thời gian nó dừng quá dài thì hội đồng trọng tài, hội đồng hòa giải hoàn toàn có thể trao đổi với các bên rằng không tiếp tục cái phiên họp đấy mà mở một cái phiên khác. Nó sẽ phụ thuộc vào ý chí của bên cũng như là cái thời gian nó đã diễn ra lâu hay chưa. Rồi chúng ta hình dung nếu như mà một cái phiên họp mà đã gần kết thúc rồi thì cái việc mà kéo dài thêm một cái khoảng thời gian nữa thì là hoàn toàn hợp lý. Nhưng nếu như nó mới bắt đầu chẳng hạn thì có lẽ là làm một cái cuộc mới từ đầu ấy thì nó sẽ bài bản, nó sẽ hợp lý hơn. Một câu cuối cùng mà khán giả gửi đến đấy là kết quả giải quyết tranh chấp trực tuyến có hiệu lực thi hành bắt buộc với các bên không? Nếu không thì chúng tôi phải làm các bước nào tiếp theo? Cái việc tranh chấp giải quyết trực tiếp hay là trực tuyến thì nó chỉ là cái phương thức, thế còn cái giá trị pháp lý thì nó cũng được công nhận như nhau. Sau khi giải quyết trực tuyến thì cũng sẽ ghi nhận lại cái kết quả ở cái biên bản rồi cũng ra cái quyết định, và mọi cái việc như vậy vẫn có giá trị pháp lý như là giải quyết theo cái phương thức truyền thống. Phóng sự được thực hiện bởi chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 đến 2025 của Bộ Tư pháp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.